Ngày 2 tháng 10, Công an tỉnh Bình Dương biết đang tạm giữ Cường Mí Bó và Giàng Mí Minh cùng sinh năm 2005 quê Hà Giang để điều tra liên quan đến một thanh niên bị chém tử vong xảy ra trên địa bàn thành phố Tân Uyên. Theo lời khai của hai nghi phạm, chiều ngày 29 tháng 9, nhóm 5 công nhân gồm Hoàng Văn Bó, sinh năm 1991 quê Đán Nông, Hoàng Văn Tu, sinh năm 2006 quê Đán Nông, Thảo Mí Say, sinh năm 2004 quê Hà Giang, Dương Ý Tộ, sinh năm 1999 quê Hà Giang, Thảo Văn Sung, sinh năm 1999 quê Đá Lá tổ chức nhậu tại khu đất trống thuộc khu phố 7 phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm 4 người ra về, nhóm 5 người vẫn tiếp tục nhậu nửa tiếng sau, có 3 người bạn cùng quê Hà Giang với Vương Mí Tụ gồm Cư Mí Bó, sinh năm 2005, Giàng Mí Minh, sinh năm 2005 và Thò Mí Lý, sinh năm 2006 đến tham gia nhậu chung. Nhậu đến 21 giờ 30 thì Thò Mí Lý và Hoàng Văn Bó ra về. Trước khi ra về, Hoàng Văn Bó và mọi người cầm lon bia lên đứng uống, riêng Cường Mí Bó vẫn ngồi tại chỗ uống. Thấy vậy, Hoàng Văn Bó hỏi có phải bạn kinh thường thua không. Cường Mí Bó đáp, bạn cứ bình tĩnh, anh em chơi được thì chơi, còn không thì hôm nay bỏ bạn bè. Vừa dứt lời, Cường Mí Bó bị Hoàng Văn Tu rút dây thắt lưng đánh vào mặt. Bị đánh, Cường Mí Bó chạy về nhà trọ gần đó, Giàng Mí Minh cũng chạy theo để tìm hung khí đánh trả nhóm của Hoàng Văn Bó. Tại giải phòng trọ, Minh được một đối tượng tên Xã đưa cho con dao tự chỉ dài 65 cm, và Minh đưa con dao này cho Cường Mí Bó. Cường Mí Bó cầm dao lao vào chém Hoàng Văn Tu, nhưng Tu né được và bỏ chạy. Cường Mí Bó tiếp tục chém vào người của Hoàng Văn Bó nhiều nhát dao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Cường Mí Bó và Giàng Mí Minh để dao lại hiện trường rồi bỏ trốn. Một ngày sau, Giàng Mí Minh đến công an phường Uyên Hưng